đâu có ông đi về chứ ông nay còn cưa nữa đâu, cưa nhiêu đây được rồi. Hey. Mỗi cưa đâu có mà chưa vô là chảy. Mai cưa, ngày cưa 2 cây được rồi, nay cưa 3 cây là nghỉ tới chiều rồi, khỏe. Kiên cắn à. Trời ơi quá trời. Mình trên cổ nè. Ôi ôi. Cắn tay nửa đường rồi. Mới con buổi học được nửa đường à. Đen đen nè, thấy không? Cắn lên tụi con. Khỏi gãy. Đây nè. Ôi con này cắn hả? Tụi con đang chống nách rồi nè, thấy không? Trời ơi nó lự chống nách rồi. Trời ơi đen chân. Khó chịu lắm. Cắn nè ba. Mấy mấy năm rồi tôi hơn 40 năm năm rồi. Nay mới thấy. Quá hay. Anh lấy ra cho chúng con đi. Ủa là lông thả đâu? Đó kìa. Đi hả? Ủa vậy trong nhà hả? Ủa nhà đó kìa. Lên tây mình cưa 2 cây qua sữa thì ở đây có một anh tặng cho anh Tùng cái hũ rượu, hũ rượu ong rừng hả? Ồ ong rừng nè, con ong nè. Ồ rượu hũ rượu. Nè con ong nè, trong đây có mật ong mà dừa sáp ong. Cái này là tặng về cho anh Tùng để anh Tùng uống cái, cho cái nó. Cái này mình cái liều dùng nó như thế nào? Khỏe tay khỏe chân được. Còn uống ly tí nhỏ nữa ha. Khỏe tiêu. Trời ơi, quá trời, cái nổi cái keo này không cũng giá trị gì nè. Thay mặt gia đình vua khỉ cảm ơn nhiều lắm nha, chứ chúc vợ chồng được dồi dào sức khỏe, như làm ăn phát tài, chứ được mà con miền con ngoan học giỏi đây nha. Cái này thêm để anh em đi đường uống cà phê. Cảm ơn nhiều lắm nha. Không quá của ít làm nhiều. Dạ dạ cái này cái tinh thần. Dạ dạ cảm ơn. Để về đường anh em uống cà phê với nhau. Dạ dạ. Cảm ơn. Chanh gãy xuống đó. Để cái nhánh khô nè chứ. Có bờ khô lắc lắc chứ gãy bà. Cái cây này nằm cho hơi chắc mình hết chục cao từ cuối tháng 25. Trời hôm nay quá đẹp. Giòn. Ủa chú kia đi tình hay không bây giờ ta? Bye.
cầu.
Dạ là có uống rượu á. Không, không ngồi giờ nhậu luôn. Đâu có ông đi về chứ ông nay còn cưa nữa đâu, cưa nhau đây được rồi. Mỗi cưa đâu đâu mà chưa cho là dễ. Oh.